Chào tất cả mọi người trên cộng đồng mạng cùng các anh em kênh khán giả yêu quý TV Trường Hồ cho lượt đăng ký. Thì hôm nay anh Hoàn Ngọc Biển Đông anh lột mặt cái nhóm Lê Thanh Minh Tú với Ngô Quân lợi dụng thiền nam lừa đảo tiền của Mạnh Thường Quân trong nước và ngoài nước. Có cái nhóm Mạnh Thường Quân đi cò từ thiện cho cái nhóm YouTuber cành cành. Hôm nay anh Hoàn Ngọc Biển Đông anh lột mặt cái nhóm của Lê Thanh Minh Tú cấu kết với Nguyễn Ngọc Như Quỳnh lợi dụng thiền nam để lừa đảo tiền của Mạnh Thường Quân trong nước và ngoài nước hai năm nay để ăn chia với nhau. Sắm được nhà, sắm được cửa, sắm được xe, tàn tiền, mồ hôi, nước mắt của cái nhóm Lê Thanh Minh Tú lừa đảo tiền của Mạnh Thường Quân trong nước và ngoài nước. Cái kẻ ăn cháo đấy bác, quay lại tấn công lại các nhà hảo tâm khán giả trong nước, ngoài nước. Nghe anh Hoàn Ngọc Miền Đông chia sẻ về cái nhóm Lê Thanh Minh Tú. Hôm qua thì tôi mới phát hiện ra là những người trong thiền am hiện nay đó cũng là nạn nhân của cái thằng Lê Thanh Minh Tú này. Bởi vì ngày hôm qua một chút xíu nữa là tôi sập vào cái bẫy của Lê Thanh Minh Tú rồi. Bây giờ qua những người trong thiền am không có điện thoại báo tin cho Lê Thanh Minh Tú biết là cô Văn đã mất, cho nên nó rất là căm hận, căm phẫn những người trong thiền am. Mà những người trong thiền am cũng nhìn ra được cái thằng Lê Thanh Minh Tú này nó như thế nào rồi. Nó cũng là dựa hơ trong thiền am, rồi ăn chơi xa hoa bao nhiêu năm nay, hưởng thụ những cái đồng tiền của những nhà hảo tâm. Quý vị thấy Lê Thanh Minh Tú hiện nay có làm chuyện lớn chuyện nhỏ gì mà nghe nói bây giờ cũng có nhà rồi. Nó dựa hơi trong thiền am, bởi vì những người trong thiền am người ta mới phát hiện, người ta mới biết được cái thằng Lê Thanh Minh Tú vậy, cho nên người ta không có điện thoại báo tin cho nó biết là cô Văn đã mất. Cho nên bây giờ nó rất là căm hận, căm phẫn. Bởi vì ai mà giúp đỡ cho thiền am là nó đều lên án, nó đều chửi hết. Còn những người mà chửi thiền am, hại thiền am thì nó không bao giờ nó nói. Ví dụ như tôi nè, là 5 năm nay tôi đều nói lên sự thật cho thiền am, mà tôi giúp đỡ cho thiền am biết là bao nhiêu. Đó. Mà bây giờ nó nói tôi thì lợi dụng thiền am để mà chuộc lại. Mà tôi lợi dụng cái gì? Như vừa qua đó là tôi bán mai, là tôi làm từ thiện, tôi mua quà, mua gạo để phát gạo, phát quà cho bà con nghèo. Chứ tôi đâu bao giờ mà tôi nói là tôi bán mai cho thiền am, hay là tôi lấy danh nghĩa của thiền am để mà tôi bán mai, mà nó đi du khống cho thiền am. Và tôi là lợi dụng cái đó để mà tôi chuộc lại. Bởi vì nhiều người mà có cái tánh nóng tức lên đó thì sẽ lên án thiền am, thì rơi vào cái bẫy của thằng Lê Thanh Minh Tú này. Cho nên tôi suy nghĩ, tôi nói đây là một cái chiêu trò của tụi nó. Ví dụ như chị Lan cũng vậy. Người bỏ tiền ra giúp cho thiền am biết là bao nhiêu, mà nó nói là lợi dụng thiền am chuộc lại. Còn những kẻ lợi dụng đó, ví dụ này, như năm 2020, đầu năm, cuối năm 2020, đầu năm 2021 tôi cắt nhà, tôi đâu có nhận những cái đồng tiền của ai đâu, đâu có ai hỗ trợ cho tôi một đồng xu nào đâu, mà tôi cắt cái nhà. Còn những cái đám mình đó là cắt nhà cũng lấy tiền của Mạnh Thường Quân nè, rồi điện thoại nè cũng lấy tiền của Mạnh Thường Quân nè. Mà tôi yêu thiền am lắm, tôi giúp đỡ cho thiền am, tôi coi như là nhờ thiền am tôi mới có cái kênh YouTube này, rồi cuộc sống hiện nay cũng nhờ cái đồng tiền của Mạnh Thường Quân giúp đỡ. Rồi xe cộ cũng là nhà Mạnh Thường Quân mới có chạy. Nhà cửa thì cũng có tiền Mạnh Thường Quân hỗ trợ. Còn chị Lan đó, nhà cửa đâu có nhờ ai hỗ trợ giúp đỡ. Xây mấy chục căn nhà trọ đó cũng đâu có nhờ ai hỗ trợ giúp đỡ. Bao nhiêu mẫu đất bây giờ cũng đâu có nhờ ai hỗ trợ giúp đỡ mà người ta có. Mà nó lợi dụng thiền am để mà chuộc lại. Nó ví dụ như tôi nè, tôi cắt cái nhà lên đâu có nhận ai một đồng xu các bạn nào đâu, đâu ai đâu có hỗ trợ giúp đỡ tôi đâu, mà nó nói tôi lợi dụng thiền am để mà chuộc lại. Còn bây giờ nghe nói là Lê Thanh Minh Tú cũng có nhà rồi, không có làm chuyện lớn chuyện nhỏ mà bây giờ cũng có nhà rồi, rồi ăn chơi xa hoa, nó hưởng thụ những cái đồng tiền của những nhà hảo tâm mà để mà nó ăn chơi, nó có, nó xài, thì nhờ ai? Cũng nhờ cái danh nghĩa thiền am. Quý vị thấy đó là một cái vấn đề. Những cái kẻ đó bây giờ nó tức rồi, bắt đầu nó thấy ai giúp thiền am thì bắt đầu nó lên án. Quý vị thấy đó là một cái chiêu trò của những cái nhóm mà bây giờ nó đang căm hận những người trong thiền am. Nó hận những người trong thiền am hơn là Lê Thanh Minh Tục. Bây giờ nó mất chén cơm. Nếu mà trường hợp như là báo tin cho nó biết sớm thì có thể là nó được một số tiền của những nhà hảo tâm để đi điếu cúng điếu về cho cô Văn, và nó hưởng thụ được một số đó nữa. Bởi vì những người trong thiền am người ta nhìn thấy rõ. Bây giờ đó, nói đi nói lại cũng tội nghiệp cho những người trong thiền am. Người ta cũng là một nơi nạn nhân của những cái câu chuyện này. Là gì? Là không có điện thoại cho nó biết thôi.
mà trong đó người ta không muốn ai lợi dụng, không muốn ai lấy cái danh nghĩa mà hưởng thụ xa hoa hay hoặc là hưởng thụ những cái đồng tiền của những nhà hảo tâm vì cái câu chuyện thiền am. Quý vị thấy nó rất là, nói chung mấy đứa này đó, bởi vậy tại sao mà nó lợi dụng rồi. Tôi lấy ví dụ nè, nếu trường hợp như chị Lan hay Lúa mà ngưng lại không giúp đỡ cho thiền am, giúp cho Lê Thanh Minh Tú về cái câu chuyện mà thư kiện bà qua 1 triệu đô đó, thì Lê Thanh Minh Tú có chửi chị Lan không? Đó, ví dụ như là cô Tố Nga hay hoặc là Thảo Vũ mà ngưng không đừng giúp cho thiền am mà quay lại giúp cho Lê Thanh Minh Tú để cho nó thư kiện và qua lấy 1 triệu đô đó, thì quý vị nghĩ coi Lê Thanh Minh Tú này có chửi những người đó hay không? Tại vì những người này giúp cho thiền am mà không giúp cho nó. Đấy. Chưa bao giờ mà nhận những cái đồng tiền của những nhà hảo tâm mà chỉ giúp cho thiền am là giúp tiền túi tiền nhà, mà nó còn áp đặt để chi? Để cho người ta tức lên, người ta công kích, người ta lên án những người trong thiền am. Bây giờ mình bỏ tiền ra mình giúp, mà bây giờ nó là người trong thiền am, nó là con của cụ Lê Tùng Vân, mà nó nói là lợi dụng thiền am để mà chuộc lại. Đấy, lợi dụng thiền am để mà chuộc lại thì người ta tức lên, người ta mới phanh khui ra, thì trúng vào cái bẫy của nó rồi. Như ngày hôm qua đó, tôi tức lên là rơi vào cái bẫy của thằng Lê Thanh Minh Tú này rồi. Quý vị nghe nè, quý vị nghe Lê Thanh Minh Tú nói đi rồi quý vị hiểu được là nó đang căm hận những người trong thiền am như thế nào. Rồi mời cô chú anh chị nghe nè. Những người từng đóng góp vào cho cô Vân. Quý vị nghe đi rồi quý vị hiểu nó hận người thiền am. Đóng góp 4.600 đô cho Hồng Sơn, Thanh Trần và anh Chiến Dũng kêu gọi đóng góp. Vậy thì anh có tôn trọng không? Thì em có trân trọng hỏi hay không? Cái đó còn vậy là mọi người mới đặt câu hỏi. Hay là thì em chỉ nghĩ cho bản thân, chỉ nghĩ cho bản thân, nó đang căm thẳng mà. Dù gì ít nhất trong câu chuyện của con mất cũng không đáng một tí. Nếu mà Tú này nó không về thì nó may tội cho trước. Nó được bại lộ. Các bạn, đến khi thông tin cô Vân mất được bại lộ trên không gian mạng thì người thiện em phát ngôn một câu này, mọi người sẽ nghĩ sao? Tại sao thằng Tú nó biết cô Vân mất? Đó, thấy không? Mọi người đặt câu hỏi chứ. À, tại sao mà thằng Tú biết cô Vân mất? Bởi vì người ta không cho nó hay. Tại sao nó biết được là cô Vân mất? Là trong đó nó có lý do. Lý do tại sao những người trong thiền am là không cho nó hay. Người ta nhìn thấy rõ là bao nhiêu năm nay là cuộc sống xa hoa của nó như thế nào, nó đang hưởng thụ những đồng tiền của những nhà hảo tâm như thế nào, người ta gỡ biết là bao nhiêu tiền về cho nó. Là vì cái gì? Cũng là vì cái tự cái câu chuyện thiền am. Nó cho nên là nó rất là căm phẳng về cái câu chuyện mà không báo tin cho nó biết. Bây giờ mình mới hiểu ra được là thiền am cũng là một nơi nạn nhân của Lê Thanh Minh Tú này. Cho nên sơ sức là rơi vào cái bẫy của tụi nó. Rồi công kích với nhau, công kích rồi biết chi không? Rồi để cho những nhà hảo tâm bắt đầu quay trở về nó. Bởi vì bây giờ là công kích những người trong thiền am hay hoặc là cái gì đó, hay hoặc là chị Lan tức quá rồi quay mặt đi, thì lúc đó những nhà hảo tâm bắt đầu quay trở về cho tụi nó. Mà chị Lan á, nó nói thì nó không có suy nghĩ. Cái đáp ắc ơ này nó nói nó không có suy nghĩ. Nó mình lợi dụng thiền am hồi nãy tôi có nói đó. Tôi làm cái gì tôi đâu có những nhà hảo tâm hay hoặc là đâu có ai mà giúp đỡ. Đâu có ai mà hỗ trợ. Nó cắt cái nhà đâu có ai hỗ trợ, đâu có ai giúp đỡ. Mà cái tụi nó nói nó không có thương thiền am, nó không lợi dụng thiền am. Mà cắt nhà đó thì tất cả những nhà hảo tâm ai cũng đều bỏ tiền vô đóng góp cho tụi nó cắt nhà. Không có xe chạy, những nhà hảo tâm cũng cho nó xe chạy. Một cái điện thoại mấy chục triệu, người ta cũng cho nó để cho nó có nó xài. À, mà nó nói nó không có lợi dụng thiền am.
Quý vị thấy những cái loại người mà nó bẩn bựa chưa bao giờ có. Lê Thanh Minh Tú cũng vậy. Quý vị thấy đó, cuộc sống xa qua bao nhiêu năm nay là vì cái gì? Ở đâu nó có? Ai ban cho nó? Những hưởng thụ những cái đồng tiền của những nhà hảo tâm cho nó cuộc sống xa qua như vậy là ở đâu nó có? Quý vị đừng có bao giờ trách thiền em là không điện thoại cho nó biết. Nó đang căm phẫn, đang trách những người trong thiền em. Bởi vì người ta nhìn thấy hết cuộc sống nó như thế nào, nó đâu có làm công ăn chuyện, nó phải chi mà nó đi làm ăn. Nó không có hưởng thụ những cái đồng tiền của những nhà hảo tâm, nó không đi chơi xa hoa, đi du lịch nước này nước kia, nó ăn chơi thỏa phát tán, ăn chơi thoải mái vì cái thiền em. Quý vị thấy Lê Thanh Minh Tú bao nhiêu năm nay nó làm được cái chuyện lớn chuyện nhỏ gì mà ngay bây giờ nghe nói là có nhà nữa rồi. Thì quý vị nghĩ đây, thiền am người ta không nhìn ra được cái điểm này thì sao? Người ta nhìn ra chứ. Ngồi mát ăn bát vàng, hưởng thụ danh tiếng, hưởng thụ những cái chuyện mà danh nghĩa của thiền am. Ở đây tôi nói là có. Bây giờ nó đang căng thẳng người thiền am nè. Cho nên ngày hôm qua nó nói như vậy, nó công kích. Để làm gì? Để cho những nhà hảo tâm giúp đỡ cho thiền am đều công kích thiền am lại. Cái đó là mượn cái kiểu như vậy, là mượn đau á, mượn đau và giết người đó, là chính nó đó. Với ngài với là ngu quân. Quý vị nghĩ đi, tiền tôi giúp cho thiền am, tôi gửi qua cho thiện đạt để xây dựng toilet trong thiền am, thì có mang ơn hay không mang ơn là người thiền am, chứ không phải là ngu quân mang ơn hay hoặc là Lê Thê Minh Tú mang ơn. Bởi vì tao nói ha, cái gương mặt như thế nào thì cái lời phát ngôn nó lọt phát ra y như là như vậy. Tôi giúp cho thiền am thì mang ơn hay không là người thiền am, chứ đâu phải là Ngô Quân mang ơn hay là Thanh Minh Tú mang ơn. Quý vị thấy, quý vị nghe lại cái clip của ngày hôm qua, Ngô Quân lên công kích tôi, Ngô Quân nói quý vị nghe nè, coi cái những cái con người này cái đầu óc nó như thế nào, cái phẩm chất, cái thể loại nó như thế nào, rồi tôi sẽ phân tích cho quý vị nghe nè. Tôi nghe mà tôi cảm thấy mắc cười là những cái con người này nó bệnh hoạn. Bây giờ tôi giúp cho người thiền am có mang ơn hay không là người thiền am, chứ không phải là Ngô Quân hay hoặc là Thanh Minh Tú. Nếu quý vị nghe nè, đâu lại đây gì nghe ngọn này. Như vậy là mày không có giúp, đúng không? Vậy là mày lên mày đổ, mày nói mày giúp. Mày không giúp. Tại vì mày nói mày lấy tiền ăn, không có xứng đáng để cho mày giúp. Như vậy tại sao mà mày ông trời lại trước đó thì mày nói rằng mày không có giúp cho tiền ăn, mày xây tiền chặt cột. Như vậy mày đưa tiền cho tiền đạt nó ăn, đúng không? Như vậy là mày đưa tiền cho tiền đạt nó ăn. Thì mày nói bây giờ mày lại nói tiền ăn không xứng đáng để cho mày giúp. Tiền ăn đâu có xin mày đâu. Tiền ăn đâu có cần mày giúp đâu. Thiền am đâu có cần mà giúp đâu, thiền am đâu xin mà đâu, giống y như là cái chiêu mà tôi đâu có xin, tôi nghe 50 triệu đâu, tại tôi nghe cho. Mà biểu tôi mang ơn là mang ơn như thế nào? Nó dùng cái từ giống y như là một cái chiêu mà nó chửi của tôi nghe. Tôi đâu có xin tiền tôi nghe 50 triệu đâu, tại tôi nghe cho, mà biểu mang ơn là mang ơn sao? Điện thoại cũng là iPhone 13 á, là tự nó nghe cho, chứ tôi đâu có xin mà biết tôi mang ơn. Đó là những cái thể loại ăn ngang nói ngược, những cái thể loại đầu óc bẩn bựa. Bởi vì mặt sao, tướng tá hay sao thì cái người phát ngôn nó y ra như vậy. Ở đây tôi gửi tiền cho thiện đạt là xây dựng, là xây dựng trong thiền am, chứ không phải là xây dựng cho nhà thiện đạt. Mà có mang ơn hay không mang ơn là người thiền am, chứ không phải là Ngô Quân Lê Thanh Minh Tú. Quý vị thấy đó là một cái độc ốc rất là bẩn thỉu. Lên mạng xã hội rồi ăn nói, muốn chửi ai thì chửi. Nói không có biết là đúng là sai. Ngô Quân đâu có quyền hạn gì mà người ta mang ơn hay không mang ơn. Cái đó là do người thiền am. Ngô Quân là cái gì trong người thiền am mà người ta không mang ơn?
Đó, cho nên là hôm nay mình dẫn chứng cho cô chú anh chị em biết được là cái thể loại người nó như vậy mới đi chơi với những người như vậy. Ví dụ như là anh Thông Văn Ba cũng có vô bình luận nói rằng là tôi trả củi, hai cây củi vô trong thiền am. Nha, quý vị thấy, ở đây không phải là tôi cho người thiền am, mà có những nhà hảo tâm mua cho thiền am chứ không phải là tôi. Nhưng cái số tiền đó tôi cũng đem cho thiền am hết 5 triệu rồi. Đó. Tôi đâu có cho thiền am cái mai nào đâu. Mà những nhà hảo tâm người ta cho tiền tôi bán được tôi cũng cho trong thiền am. Nói như vậy thì cái anh Phong Phan Ba này anh nói tôi chở củi vào thiền am là sao? Bởi vì tôi nói cái thể loại nào nó cũng y như là cá mè một lứa. Nghe không? Mã tầm mã, ngu tầm ngu. Ví dụ như anh Phong Văn Ba, anh sống ở bên Mỹ, cũng thừa hiểu được cái luật ở Mỹ, cũng hấp thụ được một cái văn minh, một cái văn hóa ở bên Mỹ là xúc phạm trẻ em như thế nào, xúc phạm phụ nữ như thế nào. Mà anh già đến mức độ đó mà không có hấp thụ được cái luật ở bên Mỹ và một cái văn minh ở bên Mỹ, đi nói con Tốn Trần là một đứa con nít, một đứa trẻ, mà nói nó là lừa đảo. Trong khi nhỏ thi thì được coi như được giải, mà già như vậy là nói một đứa con nít là lừa đảo. Thì quý vị đánh giá đi, cái một người già để phát ngôn một với một đứa trẻ như vậy. Nếu ở bên Mỹ, tôi nói thật, anh này anh vô nhà đá lâu rồi, ảnh bồi thường là coi như là coi như là bán nhà để mà không có tiền bồi thường. Vì mạ lị trẻ em, xúc phạm trẻ em, và vợ Tốn Trần đó, người ta buôn bán quần áo, buôn bán kinh doanh quần áo mà nói là lừa đảo lừa gạt. Nếu ở bên Mỹ, tôi nói thật á, bồi thường danh dự xúc phạm coi như là miệt thị phụ nữ và trẻ em á, thì anh nghĩ coi con người anh nó như thế nào. Mà mình già rồi đang sống ở bên Mỹ thì từ cái con người đó mới chơi được với Ngô Quân, mới hợp được như Ngô Quân, chứ không có hợp với những người người ta sống đàng hoàng, không bao giờ hợp với những người người ta có hiểu biết. Nó hợp với Lê Thanh Minh Tú hay hoặc là Nguyễn Ngọc Như Huỳnh. Cái vụ kiện như thế nào hồi ngày hôm qua tôi cũng có nghe qua, chị Lan cũng có chia sẻ về một cái luật sư ở bên Mỹ thưa kiện về cái vụ mà đòi 1 triệu đô đấy. Quý vị nghĩ đi, một người không có liên quan gì hết mà đứng đơn đi kiện người ta là kiện cái gì, luật nào xử cho? Lê Thanh Minh Tú kiện bà qua có cơ sở, nghe nói là coi như là gạt những nhà hảo tâm, rồi bây giờ muốn gạt luôn kể cả luật pháp Mỹ nữa, muốn gạt luôn kể cả coi như là pháp luật của Mỹ nữa. Ở Việt Nam Lê Thanh Minh Tú làm cái gì mà 1 tháng 20 triệu? Lương của tổng bí thư chủ tịch nước bây giờ chỉ có được 20 triệu thôi. Tướng ta, những người ông tướng, ông khớm bây giờ chỉ có 10 mấy triệu, mới 10 mấy triệu thôi. Mà Lê Thanh Minh Tú làm cái gì ở Việt Nam được 20 triệu, đó có phải là người ta dễ dàng. Người ta cũng xác minh là người Việt Nam, lương Việt Nam là bao nhiêu. Lương theo cơ bản của nhà nước chứ không phải là lương tự phát. Lương tự đặt tự cho. Mà muốn gạt chính phủ Mỹ, muốn lấy 1 triệu người ta đâu có phải là dễ. Còn Nguyễn Ngọc Như Huỳnh là không có liên quan gì hết mà đi kiện bà Hoa. Bây giờ quý vị nghĩ coi, kêu lấy cái bằng chứng nào mà bà Hoa hay là Tiến Dũng xúc phạm hay là miệt thị gì đó Nguyễn Ngọc Như Huỳnh coi có không? Nói chung những cái đứa này nó cũng là bịt bợm. Tôi nói bịt bợm của nó là như thế nào? Nó có một cái tư tưởng nghĩ rằng là phiên tòa diễn ra đó, rồi Lê Thanh Minh Tú mới xin qua để dự phiên tòa. Nếu ví dụ như phiên tòa xét xử này có diễn ra thì Lê Thanh Minh Tú người ở Việt Nam mới xin qua để tham gia phiên tòa xét xử đó. Thì từ cái chỗ đó bắt đầu trốn luôn. Mà nó nghĩ như vậy đâu phải là dễ, ở Mỹ đâu có phải là dễ. Nó nghĩ như là một cái chuyện như là kiến chui vô hang cái rồng. Mà nếu có được đi chăng nữa thì sống ở bển như con chó. Nếu trốn qua được thì sống ở bển như con chó. Bởi vì rất là nhiều người hiện nay đang sống ở bên Mỹ mà người ta có giấy tờ này kia nọ còn vô gia cư nữa kìa. Rất là nhiều hàng ngàn người vô gia cư nữa kìa.
Còn đây mà qua bên Mỹ mà trốn chui trốn nhủi thì sống y như là một con chó. Nó bắt được, nó nắm đầu, nó tống cổ về. Nghĩ một cái chuyện đơn giản mà tính là tính một cái chiêu lừa gạt. Chiêu trò lừa gạt chứ kiện gì. Tôi nói thật cũng thừa hiểu được cái này là không bao giờ kiện được. 100%, 100% cũng không bao giờ mà kiện được cái gì. Bây giờ nó ra không có đủ cơ sở. Thứ nhất là nói dốc một câu thôi là cái vụ án nó đều bị hủy bỏ. Người ta xác minh là không đúng sự thật, yêu cầu chỉ một câu thôi. Ví dụ như bây giờ Lê Thanh Minh Tú mà nói rằng là nó là làm lương ở Việt Nam 1 tháng 20 triệu. Ví dụ thế, nhưng mà người ta xác minh lại là lương cơ bản người Việt Nam là bao nhiêu một tháng thì người ta đều biết hết. Những cái chuyện đó mà nó nói dốc thì không bao giờ mà có cái chuyện mà xảy ra. Mà sự mà mơ mộng là đi Mỹ. Bởi vậy tôi nói từ cái chỗ đó mà kể cả luật sư Lân mà nó còn lên án, nó kể cả tất cả những người giúp đỡ cho nó bao nhiêu năm nay nó cũng đều lên án. Phải chi hồi đó, phải chi bây giờ mà chị Lan hay là tôi hay hoặc là Thảo Vũ hay là tôi Tố Nga gì đó quay trở lại ủng hộ cho Lê Thanh Minh Tú, chắc nó vui, nó mừng lắm. Nó không bao giờ nó chửi, nó không kích đâu. Tại vì ủng hộ cho Thiện An, tại vì nó tốt cho Thiện An. Tôi nói thật, 5 năm nay tôi đứng lên tôi nói rất là mạnh mẽ, nói lên cái sự thật về cái câu chuyện Thiện An. Chưa bao giờ mà là tôi cũng bỏ tiền ra, cũng có giúp đỡ, không phải là gì, một chút ít nào đỡ, một đồng nào đỡ đồng đó. Nhưng ngày hôm qua là tôi sập vào cái bẫy của nó liền. Sập vào cái bẫy của Lê Thanh Minh Tú. Tôi mới phát hiện ra, nghe chị Lan nói rồi điện thoại đó, bây giờ mình mới phát hiện ra là những người trong Tiền An hiện nay cũng là đang là nạn nhân của Lê Thanh Minh Tú nữa. Bây giờ nó đang công kích mà. Nó đang kêu gọi mọi người đó, coi như là nó đang công kích Thiền An là vô nghĩa hay là cái này kia, những cái lời nó chia sẻ nè. Bất nghĩa này kia nè. Sai quấy ra đề bảo vệ cái sai quấy cho Thiền An. Quý vị thấy đó là một cái chiêu trò mắc một chén cơm. Nói chung là mắc đêm một khoản doanh thu từ cô Văn. Rồi mai mốt này tới ông cụ nữa này. Nếu ông cụ mắc mà nó biết được á, nó cũng thu hoạch được một số nữa. Bởi vì người thông Thiền An hiện nay nó như cái con vua này này, đâu có biết là Hồng Sơn và Ngọc Mai ở sát coi như là trực chiến với cô Văn. Những cái nguyện vọng của cô Văn như thế vậy thì bây giờ qua hỏi Hồng Sơn, Hồng Sơn có lên chia sẻ đấy. Là không muốn liên lụy đến Thiền An, không muốn làm đám tang, mà khi mắc á thì đem đi hỏa táng liền, tro cốt thì rải coi như là sông biển gì đó để cho cô Văn coi như là bay tự thung tự thác gì đó, một cái tự do của cô là cô Văn có một cái quan niệm đó, cái ước nguyện đó. Thì Hồng Sơn người ta trực chiến thì người ta biết, nó cắm đầu vô chửi mà nó không biết nó chửi là cái gì, nó không biết chửi đúng hay sai. Quý vị thấy chuyện mà tôi giúp cho Thiền An, Thiền An có cảm ơn hay không là do nơi Thiền An, chứ đâu phải là do nơi cái đám mắc ơn này. Nó có quyền nó cảm ơn hay là nó không có quyền là không cảm ơn. Nó nói như Thiền An là của tôi nói. Quý vị nghe ngu nói đoạn đó nè. Tôi đâu cần người giúp. Nó nói y như là nó là người trong Thiền An. Thiền An đâu cần mày giúp. Ủa, Thiền An đâu có lên tiếng. Thiền An còn cảm ơn nữa mà. Thiền An đâu có lên tiếng là Thiền An không cần giúp, hay là Thiền An hiện đang cảm ơn tôi nữa mà tại lại sao mấy đứa này nó nói là Thiền An không cần giúp. Quý vị nghĩ đi, đây là những cái đầu óc bẩn thỉu, những cái đầu óc ngu xuẩn, nói không biết mình nói đang nói cái gì. Người Thiền An cần hay không thì người Thiền An lên tiếng, chứ đâu không phải là những cái bá dơ bá thánh ở đâu đó là nó Thiền An không có cần giúp, Thiền An không có cần mày giúp. Nó y như là nó là người Thiền An vậy đó. Quý vị thấy những cái con người bắt, bởi vì tôi nói hoài
tôi nói gương mặt con người đó như thế nào thì cái lời phát ngôn của nó y chang là như vậy, nó không khác chút nào. Tôi chưa bao giờ từng thấy những cái loại người bẩn bựa đi phát ngôn thí, phát ngôn đại, không biết cái gì đúng cái gì sai, mình là ai, mình là cái gì, mà nói thiền em không có cần, thiền em đâu có cần mày giúp, thiền em đâu có mang ơn, mày giúp cho thiền em đâu có mang ơn. Cái mang ơn hay không là do nó người thiền em. Đấy, hôm nay tôi dẫn chứng lại cho cô chú anh chị em biết được là cái thể loại là cái phẩm chất của loài người. Loài người nó là như vậy. Bây giờ nó không biết gì hết. Khi tôi giúp đỡ người đó thì người đó có mang ơn hay không là do nó, cái người đó, cái người mà giúp đỡ. Chứ tự nhiên mà cái người khác lại cho là tôi đâu có mang ơn, tôi đâu có cần giúp. Quý vị thấy đó là một cái suy nghĩ đấy, nó rất là bẩn bựa, nó không có liên quan, nó không chính đâu vào đâu hết. Mà cái vậy tôi thương thầy ông nội, tôi thương thiền em, nhờ thiền em tôi mới có kênh YouTube. Mà YouTube đâu có tiền, mà cuộc sống quý vị thấy nó rất là sung sướng xa hoa, là từ cái gì, từ cái tình thương của thiền em. Nhà cửa các quý vị thấy đó, là bao nhiêu người đóng góp tiền vô, bao nhiêu mạnh thường quân cho tiền, nó tôi nghe không là 50 triệu đấy. Rồi gì, cái điện thoại mà bây giờ nói là tôi không có xin, biểu tôi mang ơn, sao tôi mang ơn. Đó là thể loại ngang ngược, ăn ngang nói bậy. Mình nhận của người ta là mình nhận cái ân tình rồi. Còn mình không xin, mình không muốn mang ơn thì đừng có nhận. Mình nhận đó là mình nhận cái ân tình của người ta rồi. Chứ làm cái chiêu giống như là gửi cho thiện đạt chứ đâu phải gửi cho thiện em, biểu thiện em mang ơn. Mà thiện đạt làm cho ấy, thợ thầy nó đang làm cho ai, mà mang ơn hay không là người thiền am lên tiếng chứ đâu phải là ngôn quân. Đó tôi nói để cho cô chú anh chị em hiểu được là đi theo những cái loại người đầu óc bẩm bựa, đầu óc ngu si đến mức độ đó mà cũng đi theo ủng hộ là chỉ có gì, là cá mè một lứa đó. Nhưng vậy mới đi chơi với những người như vậy được. Cho nên hôm nay tôi nghe Ngô Quân nói rồi tôi té ngang. Chứ hai nữa là tôi mới phát hiện ra thì hiện nay bây giờ mình thấy cũng rất là tội nghiệp cho những người trong thiền am. Bây giờ người ta đã bị hoạn nạn rồi mà lại bây giờ cũng là trở thành lại một nạn nhân của Lê Thanh Minh Tú. Tôi nói thật, hiện nay Lê Thanh Minh Tú căm phẫn còn hơn là Lê Thanh Minh Tùng căm phẫn ông cụ Lê Tùng Vân. Bây giờ nó căm phẫn tới mức độ đó, lên án luôn mà. Cho nên ngày hôm qua mình dặn là gì, mình nghĩ là nó cũng là người thiền am, cũng là con của ông cụ nuôi lớn lên. Nhưng cũng nghe chị Lan nói cũng một câu cũng rất là hợp tình hợp lý, là trong nhà có 5 người con, người đó sai, người đó bậy thì do nó người đó, nó vi phạm pháp luật thì pháp luật xử lý, chứ không có liên quan gì 4 người khác. Thì cái này mình mới ngộ ra là nó, thấy không? Bởi vì nó mượn cái cớ của thiền am để nó công kích mình, nó lấy gia đình của thiền am ra để mà nó nói mình chuộc lại, hay là nó công kích mình để cho mình tức lên rồi mình nói những người trong thiền am như cô Lan, hay hoặc là những người Thảo Vũ, hay là những người mà giúp đỡ cho thiền am bỏ tiền ra giúp đó nha, người ta tức lên, người ta công kích thiền am thì nó được lại, nó được hưởng những cái chuyện mà ở phía sau. Mạnh thường quân bỏ đi hết, thiền am tấn công rồi bắt đầu quay ngang là những người mới là ủng hộ cho nó lấy danh nghĩa của thiền am. Cho nên tại sao mà thiền am la lên là nó, tại sao Lê Thanh Minh Tú biết, người ta quá sợ nó đi, quá sợ gì là cái cuộc sống xa hoa của nó không lo làm ăn, quá sợ nó là bao nhiêu năm nay hưởng thụ nhận tiền biết là bao nhiêu của những nhà hảo tâm, người ta quá sợ, cho nên người ta rất là giữ bí mật đối với Lê Thanh Minh Tú này. Bởi vì điện thoại giật mình mà nó lên tiếng này rất là căm phẫn. Quý vị nghe này, có nghĩa là thiền am không?
Tại sao thằng Tú nó biết cô Vân mất? Mọi người phải đặt câu hỏi chứ. Ta giật mình liền. Tú biết là ta giật mình là thì em không muốn cho thằng Tú biết. Vì lý do gì? Vì cuộc sống xa hoa quá. Vì hưởng thụ những đồng tiền của những nhà hảo tâm. Người ta không chú ý. Chứ phải chi nghe. Mày là người đàng hoàng, mày vô chăm sóc những người ăn nhân, những người từng giúp đỡ nuôi mày từ nhỏ tới lớn đó. Mày đi vô mày chăm sóc, mày lo lắng cho cô Văn, hay hoặc là mày lo mày làm ăn, lo kinh tế làm ăn này kia nọ, thì người ta còn tôn trọng. Còn bây giờ mày chỉ đi hưởng thụ thôi, nghe không? Đi du lịch nước này nước kia, đi coi như là mấy tỉnh miền Bắc đều đi hưởng thụ hết rồi, nó sung sướng xa hoa quá rồi. Cũng là từ cái danh nghĩa của Thiền An, nó dựa hơi vào cái danh nghĩa của Thiền An, cho nên người ta sợ cái chỗ đó. Quý vị biết bây giờ mà xì ra là bao nhiêu người gửi tiền cho Lê Thanh Minh Tú, ba bốn năm nay bao nhiêu tiền, bao nhiêu người gửi tiền cho Lê Thanh Minh Tú, nó hưởng thụ những cái đồng tiền nó sung sướng quá rồi, cho nên bây giờ mà đụng ra Thiền An không báo tin cho nó biết, nó rất là căm phẫn. Mắc được mắc mấy em đi, nhưng mà chưa đâu, dễ gì nó giờ này nó cũng vẫn còn ngon, bởi vì giờ này người ta cũng vẫn còn thấy nó tội nghiệp, nhưng người ta cũng chưa có biết là nó đang căm phẫn những người trong Thiền An, mà hầu như là đa số. Lê Thanh Minh Tùng cũng vậy, bây giờ cũng có nhà có cửa đàng hoàng, cũng chửi Thiền An lên án Thiền An, cũng là từ cái câu chuyện Thiền An bây giờ nó cũng lên nhà lên cửa. Thì Lê Thanh Minh Tú này cũng là y như là Lê Thanh Minh Tùng, tôi nói không khác chút nào. Bây giờ cái clip này nè, quý vị nghe kỹ lại đi, là nó rất là coi như là cây cú gì là tại sao không điện thoại báo tin cho nó. Thiền Am không phải là người ta khùng, người ta không biết, người ta nhìn thấy hết, nhìn thấy cuộc sống của mày như thế nào đó. Tại sao mày phải sung sướng như vậy, tại sao mà bao nhiêu những nhà hảo tâm gửi tiền cho mày, đem về cho mày như vậy, là từ cái chỗ nào, người ta nhìn thấy ra hết. Bây giờ nghe nói là có nhà có cửa nữa rồi. Cái này không biết thông tin này có chính xác hay không, nhưng nghe nói thì chắc có thể là có rồi. Mà nó làm công ăn chuyện lớn gì mà có tiền mà mua nhà mua cửa, xây nhà xây cửa. Thì từ cái hưởng thụ, mượn cái danh nghĩa thì nha. Quý vị thấy đâu có sai chút nào đâu. Cho nên Thiền An người ta rất là sợ về cái chỗ này. Nghe Lê Thanh Minh Tú biết cô Văn chết, người ta giật mình. Ủa tại sao Lê Thanh Minh Tú biết? Chính nó điện thoại nó nói mà. Người ta bỡ ngỡ đi. Thì biết được là Lê Thanh Minh Tú này như thế nào. Cho nên bây giờ những người trong Thiền An ấy, điện thoại vô là nói tới Lê Thanh Minh Tú thì người ta rất là sợ. Người ta rất là sợ. Mình nói ra thì cũng là một cái nạn nhân của Lê Thanh Minh Tú này thôi. À, thì hôm nay tôi cũng xin chia sẻ cho cô chú anh chị em, chúc cô chú anh chị em được nhiều sức khỏe và mình đang may mắn trong cuộc sống.